Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thầy Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng về bộ sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ hương. Gỗ hương này là gỗ hương rẻ tiền, chúng tôi cũng thông báo luôn ngay đầu video để cho quý khách tiện theo dõi. Đây là một loại gỗ hương đỏ theo tên tiếng Anh của thế giới đặt ra, đó là gỗ hương ba đúc. Nếu như Việt Nam, chúng tôi hay gọi đó là gỗ hương ba đúc hoặc gỗ hương mã đúc. Ở nhiều nơi trên các tỉnh thành của Việt Nam thì lại có tên gọi khác, đó là gỗ hương huyết. Gỗ hương này thì giá thành nó rất là rẻ. Hôm nay chúng tôi làm video clip này chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái bộ sản phẩm làm từ bằng chất liệu gỗ hương ba đúc thì nó sẽ có một cái giá thành rất là rẻ. Và cái bộ sản phẩm này cũng dành cho những khách hàng gần đây đã gửi thư về cho cơ sở là các bác làm video clip về các cái sản phẩm hoành phi câu đối giá rẻ. Hôm nay chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn bộ hoành phi câu đối này là hàng đặt của anh Thao, anh ở Phú Thọ. Anh đã đặt chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt. Chúng tôi vừa mới gắn hoành phi xong. Thì bức hoành phi lồng cuốn thư có kích thước dài 1m55, chiều rộng 67 và toàn bộ phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân theo với các cái thông số kích thước của các cái bộ chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Thì hôm nay chúng tôi làm trên chất liệu đó là gỗ hương ba đúc, hay còn gọi gỗ hương mã đúc hay là gỗ hương huyết, nó có rất nhiều tên và trên thế giới đặt tên cho chất gỗ này đó là gỗ hương ba đúc. Và câu đối này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m55, rộng 28 và dày 5 phân. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình. Chúng tôi vừa vấy xong mộc xong và video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất hoành phi câu đối. Câu đối vế phải chúng tôi chạm đó là tổ tông công đức Thiên Niên Thịnh. Ý nghĩa của nó là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì là muôn đời được thịnh vượng. Và vế trái chúng tôi chạm đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Ý nói con cháu chúng ta mà có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng các cái vinh hoa phú quý vạn đại vinh. Câu đối này chúng tôi thiết kế là câu đối vuông. Phía bên trên chúng tôi chạm Phượng Hoàng ở trong vòng tròn và phía dưới thì chúng tôi chạm Kỳ Lân hay còn gọi là Nghê. Và các cái diềm câu đối xung quanh này chúng tôi chạm đó là lá tây xen kẽ các cái bầu rượu cuốn thư. Bức hoành phi này cũng đang được chúng tôi đánh giá đó là mẫu thịnh hành nhất hiện nay, chỉ có là làm trên chất liệu gỗ gụ hay là gỗ gõ đỏ hay là gỗ hương ba đúc thì giá thành nó khác nhau. Và đây là chất liệu gỗ rẻ nhất mà chúng tôi làm từ trước tới nay cho tất cả quý khách hàng thích giá rẻ. Gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái tâm tư phản hồi từ phía khách hàng. Thì hôm nay chúng tôi làm video clip này chia sẻ tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm giá rẻ cho tất cả những người có thu nhập thấp hay là những người thích các cái sản phẩm giá rẻ mà mẫu mã lại vẫn giữ được nguyên các cái mẫu hàng kỹ của chúng tôi. Chúng tôi luôn đáp ứng tới thị trường khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc rất nhiều. Trung bình một tháng chúng tôi ra từ 100 tới 200 bộ như này. Các cái sản phẩm giá rẻ cũng như các cái sản phẩm chất lượng. Chúng tôi có một đội ngũ thợ rất là đông, sản xuất ngày đêm. Và gần về Tết này chúng tôi có tăng ca làm đêm rạng sáng rất nhiều. Ca sáng chúng tôi làm từ 2 giờ tới 4 giờ sáng để thay phiên nhau đáp ứng tới các cái khách hàng có nhu cầu mua sắm về hoành phi câu đối trong cái dịp Tết cận kề 2021. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối gỗ hương ba đúc, gỗ hương giá rẻ này thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gỗ hương ba đúc này nó vừa có cái giá thành rẻ
mà lại rất là bền, và chúng ta có thể làm được các cái tấm ván rất là to, cỡ lớn, hàng dày. Gỗ hương này khi xong mộc thì thường nó có cái mùi rất là hắc, và nếu khi hoàn thiện, cơ sở nào mà không biết hoàn thiện thì gỗ nó sẽ có các cái màu thâm đen. Trước khi chúng ta hoàn thiện, chúng ta phải trải qua 3 lần tẩy axit để rút các cái mủ của gỗ ra, thì là hàng nó sẽ được đẹp hơn. Và lưu ý khi hoàn thiện là khi chúng ta tẩy axit, chúng ta sẽ phải phơi khô và sau đó sẽ rửa nước sạch thì màu gỗ nó lên được sáng hơn. Còn nếu chúng ta không tẩy axit thì khi hoàn thiện thiếp vàng thì chữ trông rất là xấu. Quý vị lưu ý. Quý khách thấy video clip của chúng tôi chia sẻ hay và ý nghĩa thì quý khách hãy cho chúng tôi những lượt đăng ký, chia sẻ tới tất cả quý khách hàng thích giá rẻ. Quý khách hãy đăng ký kênh của Gỗ Hiền Lanh để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm các cái mẫu mã mới.